Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên đoạt giải tập thể xuất sắc và Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ tư năm 2019 vừa được trao giải tối ngày 15 tháng 1 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Giải năm nay thu hút gần 1.700 tác phẩm tham gia. Ban tổ chức lựa chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và 2 giải mới dành cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ban tổ chức cũng trao giải cho 16 tập thể xuất sắc. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đại diện lên nhận giải tập thể xuất sắc vì tích cực phát động tổ chức tham gia giải qua nhiều năm. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đoạt một giải khuyến khích với tác phẩm Hiệu quả từ Nghị quyết 70 đến Dự án 4 đúng ở xã Đức Hợp của nhà báo Hùng Sướng.